tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người, ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn thầy bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vào lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liều làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa lại trao con cho tên lính canh, và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết, con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, lời Chúa dạy hôm nay thật là những lời dạy khôn ngoan cho đời sống đạo có tính thiết thực của chúng ta. Và câu đầu tiên làm cho ai trong chúng ta cũng cảm thấy có một chút e ngại. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Mà các luật sĩ và biệt phái là những người có thể kể là giữ luật rất kỹ và tự hào về việc giữ luật của mình. Vậy thì điều Chúa muốn nói là chi vậy mà còn hơn các luật sĩ và biệt phái? Đó là cái lòng mến khi giữ luật. Ngày hôm qua, chúng tôi đi dự lễ tang của cha Đa Minh Phạm Đình Hảo, và câu bài hát kết lễ thì ca đoàn hát cái bài Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô. Và tôi cảm thấy qua cái Kinh Hòa Bình đó là một sự bình an dành cho những ai giữ luật yêu thương. Và chúng ta cũng như cha Đa Minh Hảo là những người dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa và cho tha nhân. Và chúng ta gieo ngày nhắm mắt xuôi tay là ngày chúng ta gặt. Chúng ta hãy hình dung mình đang nằm thinh lặng dưới nhà thờ để nghe cái bài Kinh Hòa Bình và cảm nghiệm thấy tình yêu của Chúa và đời sống hiện tại của chúng ta phải gieo những cái chi. Lạy Chúa Từ Nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dạy con, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối lầm. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống an lành. Ôi thần linh thánh ái, xin đổ tràn tâm hồn chúng con tình yêu của Chúa.
và chúng ta thấy kinh hòa bình chính là cái điều mà Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay rất thực tế, rất cụ thể, để gọi là công chính hơn các tu sĩ và biệt phái. Amen.